Bạch Đại Đức, một vị sa di phạm tội trục xuất có thể tìm một vị tỳ kheo từ năm hạ trở lên xin giới lại được đúng không? Đúng đúng, cái này sư đơn giản này ha, xác nhận là được. Nhưng mà tội trục xuất á, thì nó có một số tội là cũng không cho xuất gia lại được luôn, ví dụ như giết mẹ giết cha đó. Còn cái chuyện mà giết A-la-hán, làm Phật chảy máu hoặc là làm nhơ tỳ kheo ni thì không có rồi, thời nay thì không có rồi, cho nên là không tính. Nhưng mà ví dụ như cái tội mà ngũ nghịch đó, thì giết mẹ giết cha, như là giết mẹ giết cha thì không có cho xuất gia sa di luôn.